I will love. Well, up to you. Oh. Cadillac. Ôi, khôn nản rồi. Chết rồi ông giáo ạ. Hôm nay cầm giáo bắn được không ta? Rồi, kiểu này bắn được con é đắn đó. Chị em cầm anh mình phạm nhá. Sống rồi ông giáo ạ. Rồi game này bắn gión thôi. Gión này đi. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì La vẫn cứ tiếp tục với La một cái gọi là các bạn hãy quăng cho mình bốn người tài nhất các bạn nhé. Các bạn hãy tin cho mình bốn ứng cử viên tài nhất. Thì các bạn hãy ôi nhầm phải không? À rồi, ok. Các bạn lấy team cho Lao, bốn người tài nhất thì sẽ vào với Lao. Và Lao cần một trận đấu thua, bởi vì trước dư chúng ta chưa thua lần nào á. Các bạn nhé, các bạn hãy chọn cho Lao bốn người nhé. Còn bây giờ chơi Lao một chút. Chết 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 chết. Trưa nay nghe có vẻ căng các bạn ạ. Rồi chào Hải Lan Sân nhé, chào Luân Cá, chào anh Trọng Phán nhé. Tìm bốn đứa con gái đi sướng như có mà khóc. Ui rồi thôi, cái đó không quan trọng nhá. Quan trọng là các bạn khán giả, cánh mưa sướng vào chơi với nào là xúc hết, gánh hết tất cả mọi thứ. Các bạn nhá, xong trận đấu này các bạn hãy tìm cho là bốn ứng cử viên tài nhất vào cùng với Lao nhá. Các bạn hãy xúc xích cùng với Lao nhá. Rồi tài nhất tâm vũ trụ vào đấy, với Lao vào đấy đấy, không chơi với ngươi đánh hay nhá. Lao nói đấy, không chơi với ngươi đánh hay đâu. Cho nên các bạn đánh hay các bạn đừng có dần mình nhá. Các bạn nào mà chơi game hay các bạn đừng có dần mình ạ. Mẹ thằng Lao không chơi với những người đánh hay ác thật. À, tao sẽ bị chết luôn nhỉ. Làm gì về đó? Ui giời. Sợ quá nha. Tao quật bị chết luôn cái phá này ạ. E lăn đó này. Ô lăn đê này. Các bạn hãy chuẩn bị đi. Cao thủ hay thách đấu gì cũng được, mình quan trọng đâu. Các bạn là thách đấu với các bạn hay cao thủ với các bạn đông đoan, cái đó mình không kéo luôn á. Wow, Joker. Joker đi đâu vậy? Ui rồi hai thằng này đi trúng đường thối khỏi phám ạ. Rồi, cho anh phám trước á. Chả làm được gì đâu. Hay quá nhỉ, hay. Hay, lừa bộ quật hết. Hay quá, mình phán thôi, các bạn đánh nhau đi. Rồi, chém cầm anh mình quật nhá. Xúc xích nó.
Bọn này mình quật cho đi luôn như tuổi gì ạ? À rồi, sắm sắm đây, sắm đây, sắm rồi. Đấy, 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 đấy. Dính toán kia. Thôi chào các bạn nhé. Mình xanh như các bạn hãy hãy nói một câu say goodbye đi. Các bạn hãy chuẩn bị nói cho Lao một câu say goodbye nào. Khi mà Lao xanh nào. Cầm giót mà xanh như đúng là xảy cả thế giới luôn ý. Một khi mà giót của Lao xanh như Lao xảy cả thế giới này. Thế giới này là của chúng mình. Rồng luôn các bạn ơi. Minh sánh nằm đó. Minh sánh nằm đó các bạn ơi. Ô, không, không bắn rồng mà. Ui giời ơi. Lại thế này nửa thì chết ạ. Lại thì nay thì lại chết ạ. Thằng ấy mất liêm nhá. Ui rồi. Rồi bê bê một phát ạ. Nhẹ nhàng ạ. Một lần này cho Lan là xin chúc tất cả các bạn của buổi trước vui vẻ. Đừng quên giúp Lan một nút follow fanpage nhé. Các bạn nam chưa follow fanpage thì hãy follow fanpage để chuẩn bị vào chơi với Lan nào. Đánh thì nay đi hỏng rồi các bạn ạ. Chết rồi. Gión hay không ở đâu game thì nay thì ai đỡ được cái gión đấy. Ui giời bạn. Mình còn chưa bao nhá. Rồi, có hang. Ui. Ngồi nó bắn nhá. Mưa lớn mưa húp, ui rồi. Các bạn là 4 phút mà lấy được đô thì nay thì ai chơi ạ? Đấy. Ui rồi. Ui rồi. Một cân hai phát đấy ạ. Rồi sắm té. Có thêm hàng rồi. Ui. Ôi mẹ cái thằng cái nắc này cái thế. Ô cái nhỉ. Mẹ thằng cái nắc này. Mình cảm giác có một chút gì đấy nó bồi rồi đấy. Xong thân Karinak mà chơi thế này đi. Ui dồi sượt kìa. Chết cái bản gió thế này nguy hiểm các bạn ạ. Rồi sắm rồi. Sắm rồi không có từ phám rồi thọt luôn các bạn ạ. Quả này thọt luôn rồi. Cho mình phá mấy các bạn đã thột lắm rồi. Mấy các ông cứ ăn hết lính của xa thủ ạ. I remember. Hay. SP như vậy mới gọi là SP nhá. Cho một lái ạ. Một lần này cho Lan là xin chúc tất cả các bạn của buổi trưa thật vui vẻ các bạn ơi. Giết được. Cố vơi cho Lao vậy này. Chạy luôn, chạy luôn. Quá tử tín. Khoảng
Spear đánh hay quá các bạn ạ, đánh từ tín vai chạy ạ. Spear nó đánh thế này kiểu gì mà chả từ tín ạ. Phán thôi các bạn đấy. Phán. Phán thôi. The Wiz. Tamburat thì mình đánh tốt đấy. Mẹ thằng lừa bổ này nó phán hết. Quái ạ. Bọn này đoán kính nhá. Đấy. Đấy. Quá là mạnh đó. Tâm dư sấy cả sấy cả thế giới đó. Toàn sửa theo dốc cớ kìa. Ác vậy các bạn, toàn sửa theo dốc cớ kìa. Lấy đây các bạn này, mình cấn cả thế giới các bạn này. Thế giới này là của chúng mình như này. Rồi khốn nạn. Lên này. Chơi được. Hay. Mẹ trúng. Để cái đi nắp nó chơi kìa. Hay quá. Thằng mũ đánh hay thật các bạn ạ. Ui tao full đam luôn nó sở gì ạ. Game này là full đam nó sẩy nhá. Em xin. Trời ơi, không cho mình kìa. Ui mình phá mà áo tím của mình 1000 vàng luôn này. Tím mình là 16 cá vàng, mình chơi 8 cá vàng thôi. Hết mana các bạn. Chán thật, hết mana. Không là mình xảy cái phá này ngon. Ui rồi. Hết mana mày đau cái phá này. Cái này nắc bên này này. Hết mana mày đau các bạn. Có mana phá này lao xảy. Có cái nát kìa. Chết tao luôn. Hay, trời tất cả đỉnh hay thế. Có spray đỉnh hay thật. Thằng cái nát nó đánh giống như cái loại lắm các bạn ạ. Lao lấy cái liên, nó lao cấn cả thế giới luôn ấy. Các bạn ơi, các bạn nào mà chưa follow fanpage của Lao ấy, các bạn follow đi. Rồi tí nữa thì các bạn sẽ vào phòng đánh của mình Lao nhá. Và Lao sẽ tạo 5 người. Bạn nào mà bị chuỗi thua 10 hoặc đông đội hắt hủi thì các bạn có thể vào của mình Lao nhá. Đấy. Lao sẽ cấn cả thế giới cùng các bạn. Chúng ta cùng cấn cả thế giới với nhau.
quá đông. Spế có bơi cho tử với. Oh, what? Ui, tàu cha nó zip thật đấy. Cả đi nắp bắt mình đấy. Mày tuổi gì bắt táo ạ? Mày tuổi gì ạ? Cá đi lắc mày bắt táo à? Mày tuổi gì ạ? Cho tao hỏi mày tuổi gì ạ? Rồi các bạn nha, các bạn hãy chọn cho tao bốn người tà nhất nhá. Bốn người mà các bạn cảm giác bị đông đổi hắt hủi này, à, bạn bè không cho chơi chung này, và cảm giác những cả thế giới này hơn các bạn thì có mình ở đấy. Mình sẵn sàng chơi chung cùng các bạn. Cho nên các bạn nào cảm giác các bạn mà tà nhất, các bạn hãy vào đây mình này. Mình sẽ tạo team 5 nhá. Và bốn người còn lại các bạn đánh thách đấu hay đánh vang hay đánh gì các bạn vào đây bởi vì lắm.